Xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Mai đang đứng trước Costco, mọi người thấy không? Xe nè. Quá trời xe. Hôm nay là ngày trước ngày lễ một ngày ha. Hôm nay là ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm mới. Mai cũng xin chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, thật nhiều may mắn, thật nhiều hạnh phúc và thành công nha. Thì hôm nay Mai đang đi mua đồ để chuẩn bị cho ngày lễ ngày mai. Đó là Tết đó cô chú anh chị. Thì hiện tại là Mai tới Costco năm nào cũng vậy thôi. Cứ mà tới lễ gì mà gia đình Mai có bạn, có bè thì Mai sẽ đi Costco để mua đồ chuẩn bị. Đó, các anh chị thấy không? Không có chỗ đậu xe luôn á. Họ cứ phải chạy vòng này để tìm chỗ đậu xe ha. Bãi đậu xe của Costco to như vậy mà còn hết chỗ nữa. Mà mọi người biết nó đông tới mức độ nào. Chắc chắn hôm nay là một ngày rất là đông. Tại vì thường mà trước lễ đó là dân chúng cũng tập trung đi Costco mua đồ để chuẩn bị lễ, đông lắm. Honey, we don't need to do that. There. Mày này vẫn mua cái gì mà bự dữ vậy trời. Đây là những cái xe cho mấy cái người khó khăn di chuyển đó cô chú anh chị. Và đây là những xe đẩy bự cho những cái người mà như họ mua nhiều để mà dục rác, dục cục xin gom. Cô chú anh chị thấy không? Xe to không à. Đẩy ra toàn là xe đầy hàng không à. Chồng Mai đây. It's so cool. You have it? Yeah, I got it. Yeah, I see that. Yeah. Thanks. Yeah. You got it? Yes, here. Yeah, I have. Yeah, go. Yeah. Ai học điều, đang giảm giá hay sao mà họ giảm mua. Ông xã Mai thì tới là kiếm đồ ăn thử. Áo tập thể dục nè cô chú anh chị. Giày Adidas. Ồ, họ để ra thịt ở đây sẵn cô chú anh chị thấy không? Thịt heo nè. $8 off. Wow. It's $8 off. $8 off thịt heo rất là rẻ luôn. Nhưng mà ông này cũng good deal là giá tốt đó, nhưng mà đi thôi. MacBook $150 off. Mình thì chủ yếu là mình sẽ đi mua đồ ăn thôi, tại vì rồi coi tủ lạnh nè. They have the fridge $300, cái đó chỉ có $300 thôi, rẻ quá. Bạch sưởi nha. Mấy Dyson. Rồi chiên không dầu. Máy sinh tố. Đây họ có bộ bàn ăn nè. This is a dining table. Hello. 1,200. Is it 1,200? Không nói đi đi. Oh, they have the hanger. Huh? No. Okay. Mày nói gì cũng kêu lady thôi. I mean, let me see the lobster. I see the lobster. Mai muốn mua lobster để ngày mai mình nướng hay mình làm cái gì á cô chú anh chị. Đây. Một cái hộp này là 38 đồng ha. Mai mua chân khoảng ha. Cái này là cái đuôi thôi ha cô chú anh chị, họ bán đuôi thôi. 246. Ồ đây là đuôi lobster. Yes, if you want hả? Nãy giờ Mai tưởng bấm máy quay mà Mai chưa có quay cô chú anh chị. Đây là một cái vỉ này 42 đồng ha. Một 25 đồng một pound. Cái đơn vị tính 25 đồng một pound thì 42 đồng. 42 đồng là 84 đồng. Honey, I bought two lobster. Is this the right one? Huh? The right one. Cái này 25 đồng 99. It's okay, it's not, yeah. Ông xã Mai thì mua thịt bò tại vì người Mỹ họ rất là thích steak. Mai người châu Á của mình thì thích hải sản nên Mai sẽ mua lobster. Can we find? Hả? Rồi vậy là mình có thịt bò với lại tôm hùm. Mà cô chú anh chị, tôm hùm thì Mai định là nướng phô mai. Do we still have butter at home? Yes. Okay. Okay. You say you don't need shrimp or chicken? Shrimp? Yeah. No shrimp. No shrimp. Không có tôm luôn cô chú anh chị. Đây có con bạch tuộc bự nữa ha. Wow, một phao 6 đồng rưỡi ha.
No shrimp today. Well, not here. Yes, why not? Of course. Mai sẽ tới mai mua tôm mà tôm người ta luộc sẵn thôi đến vậy. Để mình làm appetizer. Làm khai vị á. Con gà Costco 5 đồng nổi tiếng nè. Con gà bán lỗ đó cô chú anh chị. Đây, họ có bán mấy cái tray này để ăn tráng miệng. Ăn khai vị chứ quên, mà nói lộn, cứ nói lộn hoài. Mình thấy tôm luôn cả nhà ơi. Có tôm nhỏ này thôi chứ không có tôm bự ha. Đây, 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 đây. Cái chị đó, chị nói là có 3 cái tray tôm bự kia. From here. Over there. Đây cô chú anh chị. Grab one. Grab one. Grab I'll one. Grab it. Một cái tray này khoảng 40 đồng ha cô chú anh chị. Yeah. And appetizer. Mai sẽ đi mua tráng miệng tiếp nữa cô chú anh chị. Tráng miệng là cái tray mà hôm bữa mà Mai mua đó. Không biết là đây có không. À đây đây đây, ông đã mà kêu qua bên này nè. Sorry, sorry, you're fine. Yeah? No, yes. Yes, 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 yes. This last time, right? I get some veggies too. Uh-huh, hai mấy đồng. Okay, go get some veggies. Mm-hmm. Yes. Okay, veggies, go. It's good enough. Go get some veggies. Oh, you want that one, or you want this one? This one more, right? Okay. Okay, cái này nhiều loại hơn. Ông nói đi mua cái gì rau củ nữa cô chú anh chị, dâu nè, chắc là mình sẽ mua dâu. I want to buy this one because Chochi and Chow like strawberry. Con của Linh rất là thích dâu thôi cô chú anh chị, mình sẽ mua một hộp dâu cho hai đứa nó ăn. Đây cam nữa nè cô chú anh chị, mai sẽ mua cam tại vì hôm bữa hai đứa nó qua nhà mình á thì nó thích ăn cam. Ô cái này là bưởi chứ không phải là cam. Cô chú chị nhìn thấy vậy tưởng là cam ha. Cái này như là bưởi nè. Caravel oranges. Oh, cam cam. Cam mà cam hồng. Cam hồng. Cam hồng này là 7 đồng một bịch ha. Không biết cái cam nào ngon hơn cả nhà. Mọi người thấy cái cam hồng này với lại cái cam mà cái cam vàng này cam nào ngon hơn ta? Cái nào mắc hơn? Ô cái cam vàng này mắc hơn. Cam vàng này mắc hơn thì Mai nghĩ là nó ngon hơn nên chắc là Mai sẽ mua cái cam vàng. Mai mà cái gì mắc hơn thì Mai nghĩ là nó ngon thôi chứ thực sự Mai cũng không biết nữa cả nha. 8 đồng 99 một bịch là 9 đồng á. Đó, thấy không, cơ bản cũng chuẩn bị khá khá cho bữa tiệc rồi đó. Có trái cây nè. Ở nhà Mai có nho rồi của chú anh chị ha. Có cam, có dâu. Và có cái gì đó Mai không biết. No, I didn't get veggie. We don't need this one anymore. Well, these are always good. Always good? Yeah, make salad. Like Caesar salad again? Last time nobody, I don't know. Cái này ông phải mày mua cái ông thích cái này. Ông nói đi mua veggie là mua rau củ, mai nói có ai ăn đâu. Mà ông nhất định ông vẫn mua. Hình như là có sô cô la. Sô cô la là gì nữa ta? Đây, ông mua một tray rau củ rồi đây. Veggies. Veggies, okay. 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 Let me see what they're giving away over here. Okay. How you buy snack too, honey? Oh, cái táo này rất là ngon, cô chú anh chị. Cái NV này nè. This one, this is a good apple. Nah, we're not throwing it out. Yeah. Okay. Nhưng mà Mai không thích ăn táo. Nên thành ra là mua về Mai cũng không ăn nữa. Đó, NV. What do we have here? I don't know. Veggie snacks. Đây nè, mấy cái chip nè. I don't know, honey. What do you want? Everybody likes these. Okay. 4 đồng 60 cent. Một bịch. I need flour too. Mà kiểu nào đi cũng phải mua hoa. Cái này là jacuzzi, là cái bồn sụp á cô chú anh chị. Wow, đã quá cả nhà nhìn nè. Let's go. Wow, trời ơi, coi đông nghẹt không cả nhà. Mai mua hoa. Kiểu... Flower.
Mai sẽ mua cái gì dầu gội vô xả cả nha. Tại vì nhà mai hết rồi. Cái này soda Pantene Dove. Hết sữa tắm luôn rồi nha. Đây Dove. Mến đây mà muốn thử cái này. Cái này là 25 đồng một cặp. Nghe con gái Mai nó nói cái này tốt. Đó, một cặp này 25 đồng. Còn Mai mua cho ông xã Mai cái Pantene này 10 đồng. Đang được giảm giá 4 đồng, có chính chị đáng lẽ 14 đồng mà giảm còn 10 đồng. Mai sẽ mua sữa tắm đô 17 đồng. Một hộp này 3 chai ha. Giờ kịp lúc ổng tính tiền luôn. Được rồi, Mai mua cái bình này sẵn luôn ha. Không có hoa ly, bà chạy đà bà khỏi than phiền. À có mà ít. Đây xong rồi cả nhà. Mình để sẵn trong bịch hết rồi. Chị này chỉ khen bình hoa của Mai đẹp. Lúc nào đi với ổng cũng thôi phát lẹ nhanh. Đẹp quá, mày phải lo ôm em này trước, không có là em gãy là uổng lắm. Đẹp quá cả nhà. Mai bây giờ cứ đi chợ là Mai sẽ để ba cái bịch này trong xe ha. Xe nào cũng có ba cái bịch hết á. Thì nhiều khi mình bất chợt mình đi chợ hay mình đi đâu mình mua đồ thì mình có sẵn bịch để mình để. Hồi xưa Mai không có để sẵn cơ chứ anh chị. Nhiều khi cái mình đi chợ cái mình quên bịch, mà ở nhà mình thì quá trời bịch luôn. Tại vì bên tiểu bang của Mai á, những cái thành chợ trong video Việt An người ta không có cho xài bịch ni lông nữa ha. Mà người ta sử dụng cái bịch tái chế như thế này, tái sử dụng. Và Costco thì họ không bao giờ có bịch cho mình hết nên mình phải chuẩn bị. Tới nhà cô chú anh chị. Bây giờ là phải nhanh chóng dọn đồ vô. Bởi vì hôm nay là một ngày rất là bận rộn của vợ chồng Mai luôn ha. Sẽ phải chạy từ đây chạy vô trên thành phố để lấy đồ ăn đặt cho tiệc ngày mai á cô chú anh chị. Rồi. Mai sẽ dọn cái đồ này vô trong. Bring this one into my This is bad. Yeah. This is bad. Really? Yeah. Well, you know, a lot of people online have online reviews. Wait, why you say that good? That was long ago. Then it turned out to be bad. Really? Yeah. And Han and Yan, you clean your stuff in my office. Hold on, listen, Han. You are not to touch these potato chips or anything else we just bought. Darn it. You understand? Okay. Say yes, I understand. Yes. All right, we're going to the center south Philadelphia now to pick some more food. You're not to touch the stuff we just bought. Mai sẽ đem ra ngoài cái tủ lạnh bên ngoài chứ tủ lạnh cho mày hết rồi. Đây, xong rồi bây giờ cô chú chị biết Mai sẽ phải đi qua tới trong trung tâm thành phố ha.
cách ở đây khoảng nhà máy khoảng gần cả tiếng đồng hồ. Và trước khi mà đi tới trong chỗ đó thì phải sao ha, mình phải ghé ngân hàng rút tiền để mình trả tiền đồ ăn, rồi mình đi ghé Paris Baguette để mình mua bánh để ăn tráng miệng, sau đó thì ghé lấy đồ ăn. Một ngày cực kỳ bận rộn của vợ chồng Mai. Bây giờ đi tiếp thôi cả nhà ơi. Thì ông xã Mai sẽ đi vô lấy tiền, rút tiền trước ha. Ông thì sẽ đi tới cái ngân hàng ở gần nhà mình, tại vì cũng muốn để gia giữ cho mấy cái doanh nghiệp ở gần nhà nó hoạt động ra vô nhiều ha cô chú anh chị. Chứ còn ổng ít khi nào mà nếu mà ngân hàng ở gần nhà Mai có hay là những cái gì mà ở gần nhà Mai thì ổng sẽ đi để ổng ủng hộ cái local business. Ôi một ngày quá là bận rộn. Mỗi lần mà tiệc tùng là nó vậy đó cô chú anh chị. Chắc là cả nhà mọi người cũng vậy thôi ha, nhà ai cũng vậy, mỗi lần mà có tiệc là bận ơi là bận luôn. A few minutes later. Okay. Okay, let's go. Let's go. McDonald's cô chú anh chị. Chồng Mai đói bụng quá nên là ghé đây để order đồ ăn sáng. Mặc dù là ăn McDonald's thì không ngon đâu, nhưng mà thôi ăn tạm thôi, chứ không có thời gian đâu mà ngồi cà kê. Here you go. Thanks. Have a good day. Rồi giờ ổng cái chai kẹo Giáng sinh thì ổng trả lại ổng lấy, tại vì ổng đâu có phải là người Thiên Chúa đâu. Hi. Mm-hmm. Good. How you doing? Thanks. Good. Good. You too. Thanks. We got a straw in there? Yep. And we got napkins. We're good. Thanks. Mà ăn ké French fry, khoai tây chiên với uống nước ngọt. So fast. Ông nói ông không đói bụng hay đấy. Ok, mày mở cửa kính ra, mày quăng ra ngoài đường. Ghét cái kiểu, ghét cái kiểu mà hay gì, hay kiếm chuyện ghẹo. Được chưa? Maybe. Phải ngon không? Có thể. Đây, ông xã Mai, ông trừ hao. Người ta hẹn 4-5 giờ mà bây giờ 1 giờ ông đã tới Philadelphia. Ông nói cái này phải 2 tiếng anh mới tới được. Đi từ 12 giờ rưỡi của chú anh chị, bây giờ 1 giờ kém đã tới mồ nó rồi. Bây giờ không biết làm cái gì trong thời gian này. 4-5 giờ người ta mới có đồ ăn xong. Bây giờ mình sẽ đi mua cái bánh cái gì ta? Cái bánh tráng miệng, thay vị tráng miệng trước của chú anh chị ở Paris Baguette ha. Tại vì mình còn quá nhiều thời gian mà mới có 1 giờ. Ngày mai tới cô chú anh chị, mỗi lần mà đi tới những cái plaza ở sau phía nam Philadelphia thì phải nói là cũng hơi bị mệt ha. Tại vì kẹt xe nè, tìm chỗ đậu xe cũng cực nha. Mai sẽ đi vô mua bánh trước cổng xã Mai, thì tìm chỗ đậu xe tại đây cũng tìm chỗ đậu xe khó lắm. Oh my god, họ gần hết bánh luôn rồi cô chú anh chị. Oh my god, họ mém chút nữa là hết bánh rồi. Lấy cái này đi, cái này bự hơn nè. Blueberry chiffon phải không ta? Cappuccino cake. Cái này thôi. Lại một cái này ha. Trời ơi, mới hết rồi. Hết bánh rồi. Để Mai sẽ đi mua thêm mấy cái bánh bông lan cho con gái của Mai nữa. Đây cô chú anh chị, Mai đã lựa được một đống bánh, hai cái bánh cookie ha. Với lại cái bánh bông lan, bánh cheesecake. Bánh này là bánh croissant mà tỏi nè. Với lại một hộp macaron cho tụi nhỏ, một hộp này là 22 đô đó. Ở đây họ bán bánh rất là ngon. Thì bánh Paris Baguette này thì các cô chú anh chị cũng biết rồi đó, rất là vừa hợp khẩu vị với người châu Á của mình ha. Bánh trứng nè. Rất là nhiều loại bánh ha. Mai ra mới tính tiền thôi cả nhà. Đây, thiệt hại là khoảng 100 đô ha, 90 mấy đồng của anh chị. 96 đồng 37 sen ha. Vẫn còn 98 đâu. Đến. Ok. Đây cho chính chị. Rồi. Go. Go.
Nhà mình đã có bánh. Ông xã Mai quyết định mua cà phê ở đây uống. Thôi đến chị thì mình cũng có bánh ở đây rồi, sẵn tiện mình ngồi đây mình ăn luôn cũng được ha. Tự nhiên hai vợ chồng đi hẹn hò đột xuất. Ông hỏi Mai có ăn croissant không? Mai nói mình có croissant rồi đấy. Coi đi, cà phê của ông xã Mai nè, latte đấy, nhìn cũng hấp dẫn ha. Quite thick. That's a great, the pork. No, there's something inside it, like chunky. Really? Ừ. Ông nói đặt. Mày đem cái bánh mày gửi lại cho mấy bạn đó, mày trả tiền thôi. Chợ gì mày sợ đem đi vòng vòng một hơi nó bị chảy ra, coi giống vậy cái bánh đó mình phải để trong tủ lạnh ha. Đó, mày nói với bạn mày là đi mua rượu, nhưng mà bạn mày nói là thôi đừng mua rượu, nó sẽ mang rượu qua, coi giống vậy. Bây giờ là 1 giờ mấy mà mày vô tới thành phố rồi, mày ngồi mày đợi tới 4-5 giờ để lấy đồ ăn làm sao mà được. Mày đã nói với ổng là đừng có đi sớm, mà ổng nhất định ổng đi, bây giờ cũng sớm quá, mày cũng ngại nữa. Thiệt sự luôn. Sớm quá cô chú chị. Bây giờ hai vợ chồng mày quyết định sẽ đi ăn lẩu. Thì bây giờ sớm quá không biết làm sao hết. Nha. Đó, mày nói ổng, ổng không chịu nghe. Ghét vậy á. Bây giờ đi qua ăn lẩu, cô chú chị thấy không, hai vợ chồng mày không? Tham ăn. Nãy vô tình gặp chị khán giả, gặp chị Phương, cô chú anh chị. À, chị cũng gần đây là chị ha, nhìn Mai không có nhận ra lắm, nhưng mà nhìn ông chồng Mai là nhận ra liền. Thường là khán giả coi kênh Mai hay nhận ra chồng Mai hơn là nhận ra Mai ha. Bây giờ mời cô chú đi, chị, cô chú anh chị đi ăn lẩu chung với vợ chồng Mai nha. Lại mập nữa rồi cả nhà ơi. Đây cô chú anh chị thấy cái bạn hôm lệch này không, bún mền nè. Hanging out the Duncan. Đây tới K-pop rồi cả nhà. Tan tan tan. Lãnh địa của mình đây rồi. Yeah. Không biết là có bàn không, chắc có ha. Hôm nay bây giờ bữa trưa mà đâu có phải buổi tối đâu. Let's say you don't wear your dress for the first time you run into somebody. Tới rồi cả nhà. It's okay. Funny. Đây mời cô chú anh chị ăn lẩu cùng với vợ chồng Mai ha. Quá trời đồ ăn ra. Đã chưa? Ngập tràn, cua, sò, thịt bò, chân cua, tôm. Ngon cả nhà. Hấp dẫn quá. Mời cô chú chị ăn chung với Mai. A few moments later. Ơi cô chú chị thấy không? Sau khi mà có kinh nghiệm ăn lẩu thì hai vợ chồng Mai ăn không có chừa một cái gì hết. Cô chú chị tay này là hài cốt thôi nha, chứ không có gì hết. Hài cốt nha. Đó. Ổng che mặt luôn rồi kìa, có những gì xấu hổ. Mình đã có quá nhiều kinh nghiệm ăn lẩu nên mình order vừa đủ luôn. Go. Thôi về thôi. Vừa đủ vừa chắc là kịp giờ luôn. Mấy giờ rồi? Mấy giờ? Không thấy đường. 3 giờ rưỡi cô chú anh chị. Ăn quá ăn rồi. Đó. Ơi. Tại cái ông này không mà mình phải hả lang thang hai tiếng rưỡi đồng hồ không làm gì hết, phải ăn bây giờ, ăn no quá rồi. Nhưng mà thôi đi, giờ đi qua đi lấy đồ ăn thôi chứ kìa, coi ổng. You're the worst. The worst gì mà the worst, ổng đã lúc nào Mai cũng thích ăn hết trơn mà thật sự là vậy nha. Ăn mà không thích thì thích cái gì ha cả nhà ha. Đây Mai tới rồi cô chú anh chị. Mai đặt đồ ăn xong rồi tới đây lấy đồ ăn Việt Nam của mình á ha. Ngày mai là tiệc nên là hôm nay mình lấy trước chứ ngày mai người ta đóng cửa. Đây đi vô cô chú anh chị. Tìm được cái chỗ đậu xe mà thấy mệt mỏi dễ sợ luôn. Hai em đồ ăn xong chưa? Dạ chưa. Chưa nữa hả? Dạ. We don't know their twin. Ê cô chú anh chị, đồ ăn đây. Vẫn còn nữa nha. 1, 2, 3, 4, 2, 4. Đây đây đây. Over there in opposite. 6 bịch cô chú anh chị. Đây 6 món. Đây. Ê cô chú anh chị thấy không, Mai để dưới chân nó cho nó khỏi có đổ, nó khỏi trượt tới trượt lui ha. Vậy là đủ rồi đó. Là mình chuẩn bị sẵn sàng cho cái
New Year rồi. Mai có nhắn tin hỏi hai nhỏ bạn là có muốn mua rượu không? Thì nó nói là thôi đừng mua. Nhà Linh nó nói là đừng mua, nhà Linh có nhiều rượu lắm, nên Linh nó sẽ mang rượu qua. Còn Chai Đào thì sẽ mang cái bánh qua, nó mới mua bánh rồi. Go pick up the cake. Don't forget it. We gotta park this spot first, okay? Giờ mình sẽ qua mình lấy bánh xong mình đi về. Đây, Mai quay lại để đi lấy bánh nè cô chú anh chị. Xong là đi về luôn nha. Thank you. Rồi, về cả nhà. Đây, cả nhà ơi, bây giờ là Mai có bánh rồi ha. Bây giờ đi về thôi. Cả ngày hôm nay là đi lộn ngược từ Costco ở dưới khu nhà Mai lộn lên tới South Philadelphia này. Thì bây giờ mới bắt đầu về tới nhà, 4:10 là bắt đầu mới chị về đến nhà. Bây giờ thì Mai về gần tới nhà rồi, Mai cử đại diện là ông xã Mai đi vô mua vé số của chúng chị. Vé số bây giờ tới 800+ triệu lận, nên thành ra là phải mua thôi, lấy lộc đầu năm mới ha. Đây là cửa hàng tiện lợi ở gần nhà Mai, có cây xăng luôn ha. A few minutes later. Đó, sẵn mày quay lại rồi. Okay, honey. 20 for each. 20 for each. Okay, ông xã mày mua mỗi loại giá 20 đồng ha. Cả ngày hôm nay nãy mày ngồi trên xe mày muốn gật gù muốn ngủ gục luôn cô chú anh chị. You'll keep making YouTube videos, right? Cả ngày hôm nay. Yeah. Okay, cả ngày hôm nay là mày đi bị ổng kéo đi vòng vòng là muốn ngủ gục luôn. Ông hỏi Mai là nếu mà em thắng vé số em có còn làm YouTuber nữa không? Nó còn chứ. Thôi bây giờ vợ chồng Mai sẽ mở rộng cái bàn này ra cho chính chị. Ready? Hold tight. No. Okay. Ready? Ooh, this one. 1, 2, 3. Good. Yes. Anyway, nobody get past here, all right? We move it now. Okay. Okay. No. What happened? There's one in the basement still. Hang on. Hang on. Good, they throw it. Take it away, honey. Take that away, honey. Hi, honey. Let me get the one in the basement. Turn it over. Let me get the one in the basement. No, this will be. No, that's not on my table. Right back. Bye. Thank you.
Đây cơ chứ. Cái này Mai mua ở Việt Nam nè. Thì bây giờ Mai cũng lấy để Mai trải trên bàn. Bữa hôm Mai cũng trải một lần rồi, xong rồi Mai đem đi dry cleaning á. Thì bây giờ lấy về rồi, bây giờ lại trải lần nữa. Cái này nó cũng hơi ngắn. Nhưng không sao, vậy cũng được à. Mom, get the vacuum cleaner out. There's kitty litter all over the place here. Okay. Vacuum it right there. Good job. Where? Bây giờ Mai sẽ lấy dĩa để ăn tiệc ra. Mỗi lần ăn tiệc rồi mỗi lần phải lôi ra. Cũng mệt lắm cả nhà. This one's small enough, it'll fit inside. Đây, bàn ăn Mai đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai rồi cô chú anh chị. Nói chung là ông xã Mai nói là em đừng thôi đi ngủ đi, ngày mai làm. Mà Mai nói ngày mai Mai còn rất là nhiều việc, Mai phải chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn, rồi còn phải hấp tôm hùm, rồi còn phải làm đủ cho hết. Nên ngày mai Mai để 4 cái tô súp cho 4, cho 6 tô súp cho người lớn nữa ha. Cái này, cái nhỏ nhỏ cho người lớn đi. Cái kiến súp cái to thì cho con nít, tại vì con nít ăn nhiều sức hơn. Đó. Rồi, cơ bản là xong rồi đó cô chú anh chị. Trời ơi, thiệt tình, một ngày bận rộn. Rồi, cô chú ơi, Mai cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã cùng với Mai đi một vòng để chuẩn bị cho buổi tiệc ngày mai. Tuy nhiên, chuẩn bị thì chuẩn bị như thế vậy, như vậy thôi, chứ thật ra thì vẫn còn rất là nhiều việc phải chuẩn bị vào ngày mai tiếp theo ha. Bàn này thì Mai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn mua nước ngọt về thôi. Rượu thì bạn Mai sẽ mua, cô chú anh chị. Cơ bản là mình đã hoàn thành rồi ha. Ngày mai thì Mai sẽ còn phải chuẩn bị steak để cho ông xã Mai nướng nè. Và Mai còn phải chuẩn bị Mai ướp thịt heo thì Mai đã ướp rồi ha. Và Mai còn phải chuẩn bị salad nè. Rồi Mai phải luộc steam hấp lobster nè. Đó là những việc của Mai ha. Salad, steak, lobster, Mai còn phải nấu 3 món ha. Và một món nữa đó là những cái rau củ mà mọi người ăn á, ăn khai vị mà không hết thì Mai sẽ xào lên để cho mọi người ăn chung với lobster, là 4 món của chú anh chị. Thì mai mình vẫn phải nấu 4 món. À, còn nướng thịt heo nữa là 5 món của chú anh chị. Wow, nhiều quá, và còn phải hâm những cái đồ ăn lại nữa. Nói chung là rất là nhiều việc chờ Mai vào ngày mai. Mỗi lần mà tổ chức tiệc tùng á, là mỗi lần là thấy là mệt mỏi của chú chị ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai. Đó là ngày New Year Day. Hôm nay là New Year Eve. Tạm biệt. Chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và niềm vui. Một lần nữa nha. Tạm biệt mọi người.